Xin chào các vị Pháp Sư Các vị đồng tu Xin mời ngồi Mời xem Tu Hoa nghiêm áo chỉ vọng Tận hoàng nguyên quán Xếp tên đoạn sau cùng Sáu khởi lục quán Quán Chính là nhìn thấu Phía trước Giảm ngũ chỉ Y chỉ tu quán tu chỉ đại đức xưa nói với chúng ta vì sao phải tu chỉ đối trị phạm pu tham đắm thế gian không chịu buông bỏ thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi sáu cõi luân hồi chính là nói thế gian thực tế mà nói sáu cõi là quá khổ sáu cõi từ nơi đâu mà có chính là từ chấp trước mà ra chúng ta có thể buông bỏ chấp trước thì không có sáu cõi tại vì sao chúng ta không thể buông bỏ được không biết được chân tướng sự thật cho rằng cái thấy trước mắt cái nghe được cái tiếp xúc được cho rằng đều là chân thật không biết được nó là hư huyễn không thật Cho nên đối với chúng ta Sáu cõi mà nói Họ ở trong cảnh giới hư huyễn này Đã tạo thành Sự cố chấp quá sâu Cho dù ngày nay Người không học Phật Đương nhiên Họ không thể tiếp nhận Chúng ta học Phật đã mấy mươi năm rồi Có thể tiếp nhận hay không? Không dám nói Không thể tiếp nhận Vì sao vậy? Là vì Phật nói Ở trên Kinh Kim Cang Phật nói Như Lai là ngũ ngữ giả Chân ngữ lời nói của ngài là chân thật không hề giả dối như ngữ như là hoàn toàn tương ưng với chân tướng sự thật bất dị ngữ bất cuồng ngữ cho nên chúng ta tin tưởng lời phật nói là chân thật tuy nhiên là thật tất nhiên không phải cảnh giới của chúng ta chúng ta vẫn cho rằng cảnh giới này là thật do đó phật đã hết lời khuyên bảo chúng ta buông bỏ chúng ta vẫn cứ không chịu buông bỏ đó là chân tướng sự thật trước mắt có mấy người chịu buông bỏ Trong sự Phật giáo Trung Quốc Rõ ràng nhất Chúng ta chỉ xem thấy được Có một người Đại sư Huệ Năng Tổ thứ sáu của Thiền Tông Ngài buông bỏ Buông bỏ thì thành Phật buông bỏ không chỉ không có sáu cõi mười pháp giới cũng không còn tuy là không có thế nhưng đại sư huệ năng vẫn cứ trụ thế hơn bảy mươi năm việc này nói rõ cái thế gian này đang tồn tại dường như không phải giả sự việc này luôn khiến cho chúng ta mê hoặc thế nên đại sư huệ đăng sau khi khai ngộ chúng ta muốn hỏi cái thế giới trước mắt này là thật hay là giả trong đại thừa giáo phật nói cho chúng ta nghe rất nhiều không thể nói là thật cũng không thể nói nó là giả vì sao vậy tướng có tánh không sự có, lý không Chủ này rất khó hiểu Như hiện tại Chúng ta xem màn hình TV vậy Hình ảnh trong màn hình Bạn nói nó có hay là không có từ chỗ này chúng ta tỉ mỉ mà quan sát vì sao vậy vì đó là cảnh giới tương tự là một thí dụ rất hay nếu như bạn nói nó là thật chúng ta tắt cái kinh đó đi âm thanh hình ảnh liền không có cho nên bạn không thể nói nó có nếu như bạn nói đó nó không có Bạn mở kinh đó ra Âm thanh hình ảnh lập tức hiện tiền Hoàn cảnh sự thật Cũng giống như màn hình vậy Màn hình Chúng ta thí dụ đó là Pháp Tánh Đầy đủ tất cả pháp, năng sanh tất cả pháp. khi nó không hiện tướng thì bạn không thể nói nó không có. bạn vừa mở kinh ra thì liền có, cho nên nó đầy đủ tất cả pháp. thí dụ, tivi có thể thu nhận được mấy chục kinh đài, mấy trăm kinh đài. Ở trong Phật Pháp nói Tự tánh của chúng ta có bao nhiêu kinh đài Không có hạn lượng Vô lượng, vô biên Vô số, vô tận Dùng lời của khoa học hiện tại mà nói Khoa học gia cho rằng tầng không gian duy thứ khác cho nên từ trên lý luận mà nói không gian duy thứ khác cũng là vô lượng vô biên vô tận vô số cái tivi này của chúng ta cũng là như vậy trên địa cầu này phát sóng sóng của kinh đài là có hạn lượng. Nếu như đem khắp Pháp giới, hư không giới, bao gồm tất cả tinh cầu đều bao quát ở trong đó, vậy thì kinh đại này chúng ta đích thực cũng là vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Đây là lời thật. Máy móc của chúng ta ngày nay vẫn chưa đủ tinh xảo. Vẫn chưa thể nhận được tín hiệu viên mãn chỉ có thể nhận được một bộ phận cục bộ cái đạo lý này chính là đại sư huệ năng sau khi khai ngộ đã nói ra năm câu đó là chân tướng sau khi thấu hiểu chân tướng cái thân thể này ở thế gian này được không ở thế gian này cũng được họ được tự tại ở thế gian này không dướng ngại không ở thế gian này cũng không chướng ngại chúng ta thường nói sống chết tự tại không có sống chết buông bỏ là loại thọ dục là loại tự tại Vụ này không phải là người thông thường có thể Lý giải được Cũng không phải là người thông thường Có thể tưởng tượng ra được Bạn không chịu buông bỏ Thì hiện tượng luân hồi Liền đi theo bạn Thì bạn không cách gì siêu diệt Đó là một sự việc Rất đau khổ cho nên Phật dạy chúng ta phải tu chỉ, phải học buộc, buông bỏ. Đồng thời có thể xả A-la-hán Bích Di Phật kiến giải sai lầm của họ vì sao vậy? Hai loại người này họ thật đã buông bỏ. Thật. Đã không còn chấp trước như thế xuất thế pháp. Thật không chấp trước thì sáu cõi không còn. Cho nên họ siêu diệt sáu cõi. Bồ Tát thì khác. Bồ Tát thật buông bỏ. Thật buông bỏ cái thân thể của họ vẫn còn ở thế gian này. Vì sao vậy? Vô ngại. Pháp giới không chướng ngại. À, Tiểu thừa, sau khi chứng quả, hoặc không đến thế gian, họ không vào sáu cõi. Chỉ không đến cũng là chướng ngại. Chúng ta đến là chướng ngại, họ không đến cũng là chướng ngại. Bồ Tát là chân thật được tự tại. Ở thế gian này, Như trong Kinh Đại Thừa đã nói Làm mà không làm, không làm mà làm Họ làm là cái gì? Giúp đỡ chúng sanh Lìa khổ, được vui Họ không hề gì mình các vị phải nên biết Chính mình quyết định Làm phá bốn tướng Như trên Kinh Kim Cang đã nói Không những không có bốn tướng Bốn kiến cũng không có Bốn kiến là tập khí Không ngã tướng Không nhân tướng Không chúng sanh tướng Không thọ giả tướng Thế nhưng cũng không ngại Chúng sanh chấp trước Ngã tướng Nhân tướng Chúng sanh tướng Thọ giả tướng Không chứng ngại Họ ở trong đó Dùng vô số phương tiện khéo léo Để giúp đỡ chúng sanh làm thế nào mới có thể lìa khổ được vui trước tiên đoạn ác tu thiện bạn thấy hiện tại thế gian này là khổ có rất nhiều nguy cơ trước mắt hiện tại là nguy cơ của kim dung khoa học gia cảnh báo chúng ta hiện tại khí hậu khác thường Nhiệt độ địa cầu không ngừng nâng cao. Núi băng của Nam Bắc Cầu tan ra nhanh chóng. Ngày trước, khoa học gia dự tính đại khái sau 100 năm, chính là năm 2100 băng trên địa cầu thấy đều tan chạy hết Vào mấy năm trước Đại Khái 89 năm trước lúc đó tôi đang ở Úc Châu Nghe nói khoa học gia đã thay đổi cách nói Có thể sau 50 năm nữa trên địa cầu sẽ không còn băng nữa Hai năm gần đây nhất lại nghe được một cách nói mới. Có thể là sau 20 năm nữa sẽ không còn. Cái vấn đề này là vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Nếu như băng của nam bắc cực tan ra, nước biển dâng lên cao. Thành phố duyên hải đều sẽ chìm trong nước. Núi cao chứa tuyết không còn sông dài hồ lớn sẽ không còn nguồn của dòng chảy nữa dòng nước sông sẽ khô cạn chúng ta nhờ vào những nguồn nước này mà sống chúng ta cần phải có nước uống làm nông cần phải có lượng nước thì lúa mới có thể sinh trưởng nếu như không còn nữa Những đồng bằng này sẽ biến thành sa mạc. Con người sống bằng cách nào? Con người không thể sống thì động vật cũng không thể sống. Thực vật đều không thể sinh trưởng. Loại hiện tượng này khoa học nói cho chúng ta biết khoảng chừng 20 năm nữa. 20 năm không dài. Chân thật là việc phiền não khoa học nói những thứ này là tai hại của tự nhiên không nghĩ ra cách để đối phó thế nhưng phật pháp nói với chúng ta chúng ta có chịu tin tưởng hay không phật pháp nói với chúng ta quyết định không phải cái gọi là tai hại của tự nhiên không phải Bao gồm tất cả tai nạn Đều là do con người làm Chúng ta đọc vòng tận hoàng nguyên quán Thì rất rõ ràng Ở trong vũ trụ Hiện tượng vật chất Đó là tinh cầu Hiện tượng tinh thần đó là sinh mạng Từ nơi đâu mà có Từ tâm tưởng sanh Không những hiện tượng tinh thần là từ tâm tưởng sanh Hiện tượng vật chất vẫn là từ tâm tưởng sanh Việc này thật không thể nghĩ bạn Tâm tưởng làm sao mà sanh Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ Lục tổ Huệ Năng đã nói Nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ Là việc như thế nào vậy? Sau khi sinh ra rồi Tùy theo ý niệm Mà sinh ra biến hóa Sự biến hóa này Là công năng tự tánh vốn đầy đủ là ngay chủ này giảng ba loại châu biến cho chúng ta đó là bản năng của tự tánh không luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần thấy đều đầy đủ ba công năng này cái công năng thứ nhất chính là châu biến pháp giới phổ châu pháp giới không luận là tinh thần Không luận là vật chất Có nhỏ như một trần Một hạt di trần Trong hiện tượng vật chất Trong hiện tượng tinh thần Ở trong chính báo Một đoạn lông Một đoạn lông tơ Nó đều Đầy đủ tin tức Của khắp pháp giới hư không giới Là châu biến Bộ châu pháp giới cái công năng thứ hai, xuất sanh vô tận, xuất sanh vô tận chính là biến hóa vô tận. Chúng ta nói thiên biến dạng quá gì thì quá ít, ngàn dạng là chữ số, nó không có số lượng, tùy theo ý niệm mà biến đổi. Ý niệm chính là tâm tưởng. Nếu như ý niệm thanh tịnh thì hiện ra là pháp giới thanh tịnh. Ý niệm không tịnh thì hiện ra là pháp giới ô nhiễm. Chúng ta gọi là tịnh độ, quế độ. Là từ ý niệm mà biến hiện ra. Trong quế độ, có thiện, có ác. Quế độ là sáu cõi. Tịnh độ là pháp giới bốn thánh Đều là ý niệm của chúng ta biến hiện ra Cõi nước của chư Phật Cõi thật báo trang nghi vẫn là tập khí Ý niệm của chúng ta Chư đoạn chức sạch Nên hiện ra cảnh giới Bạn thấy thấy đều không rời khỏi ý niệm Nếu như chúng ta khẳng định cái đạo lý này thì chúng ta liền hiểu rõ chỉ cần cư tụ trên địa cầu này ý niệm của những người này thiện thì tai nạn sẽ không còn chúng ta dùng niệm lực để chuyển biến nó nếu như ý niệm thanh tịnh cái địa cầu này liền biến thành tịnh độ cho nên thế giới tây phương cực lạc Cùng thế giới ta bà này của chúng ta Có gì khác hay không? Không hề khác Chỉ một đạo lý Vì sao thế giới của người ta thì tốt Chính là cư dân của cõi đó Mỗi mỗi đều là tâm địa thanh tịnh Không nhiễm một trần Cho nên hiện ra cảnh giới là tịnh độ Vì thế giới này của chúng ta Người ở trên cái thế giới này Khởi tâm động niệm gần như đều là tự tư tự lợi đều là danh vọng lợi dược đều là tham sân si mạng cho nên làm cho hoàn cảnh này bị xấu đi phật bồ tát dạy bảo chúng ta đó chính gọi là phật lực gia trì ngài dạy bảo chúng ta Dẫn chắc chúng ta thay đổi ý niệm lại Thì hoàn cảnh bên ngoài liền đổi Hiện tại Trình độ công phu trước mắt của chúng ta Tất nhiên vẫn chưa đủ lực Trước Phải học đoạn tất cả ác Tu tất cả thiện Tiêu chuẩn của thiện ác Ở trong Phật Pháp là Y theo thập thiện nghiệp đạo kinh không sát sanh không trộm cắp không tà dâm không giọng ngữ không hai lời không ác khẩu không thiêu dệt không tham không sân không si đó gọi là mười thiện ngược lại chính là mười ác sát sanh trộm cắp tà dâm đó là mười ác tạo mười ác hoàn cảnh bên ngoài liền đổi xấu ta mưa nghiệp thiện thì liền biến tốt việc này cần phải tin tưởng hiện tại người thông thường hay nói đó là tôn giáo nói đó là mê tín việc này không hợp với khoa học vậy thì phiền phức sẽ lớn bạn cứ đợi đó nhé bạn tự làm tự chịu Chúng ta người tin tưởng Chúng ta tự mình thay đổi Trong Phật Pháp nói Có biệt nghiệp, có cộng nghiệp Một người tu Một người được lợi ích Một nhóm người tu Một nhóm người được lợi ích Tu thiện có thiện quả Tu ác Các bạn tạo ra những sát đạo dâm vọng Vậy thì có ác báo nghiệp nhân quả báo không lọt mẩy trần đó là thật không phải là giả cho nên ở ngay chỗ này phật dạy chúng ta nương chỉ tu quán nói ra tại vì tao phải tu chỉ tại vì sao phải tu quán tu quán là đối trị với quan niệm sai lầm của hạng nhị thừa. Họ không phát tâm Bồ Đề. Cũng chính là nói họ xem thường tích công bồi đức. Tích công bồi đức phải làm. Không thể không làm. Thế nhưng chúng ta ở trong đại thừa giáo luôn xem thấy rõ ràng trong tích công bồi đức có chấp trước thì liền biến thành phước đức biến thành phước báo ở đâu để hưởng thụ vậy ở trong sáu cõi để hưởng phước nếu như tích công bồi đức đoạn ác tu thiện không chấp trước đó gọi là công đức cho nên Phật Bồ Tát ở thế gian này Các ngài thích được là công đức Không phải là phước đức Công đức và phước đức khác biệt ở ngay chỗ này Phước đức Không ra khỏi sáu cõi Công đức thì siêu diệt vì sao vậy? Vì đó hoàn toàn tương ưng với tự tánh. cho nên người xưa nói với chúng ta không tu chỉ quán không vào được cửa bồ đề cái ý này nói không tu chỉ quán thì không thể khai ngộ thì không thể minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh là cửa bồ đề là đạo Bồ Đề. Thế nhưng khi chỉ quán, không luận là tu chỉ, tu quán, đều không thể có phân biệt chấp trước. Ở đây không nói vọng tưởng, bởi vì nếu nói vọng tưởng, đều không có. Thì đó là nói với Pháp Thân Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta không có được lợi ích chúng ta cần phải lấy cảnh giới hiện tiền của chính mình hy vọng chúng ta thường hay có thể sanh khởi một cái tâm không vì chính mình vì chúng sanh nhất là bạn xem thấy thế gian hiện tại do vì chúng sanh mê mất đi tự tánh tạo ra vô số nghiệp bất thiện mang đến cho hiện tại thiên tai nhân họa trước mắt vô tận khổ nạn Trải qua ngày tháng khổ đến như vậy Phật Pháp thường nói khổ hải vô biên Dũng dĩ là hình dung ba đường ác Hiện tại cái thế gian này của chúng ta Gọi nhân thế này Cũng gần giống như ba đường ác Loài hưởng tượng bi thảm này xuất hiện Chúng ta cần phải thường xuyên Nhớ nghĩ chúng sanh khổ Chúng ta chính mình phải đều buông bỏ Buông bỏ thì khổ sẽ không còn Thế nhưng chúng ta phải gì giúp đỡ chúng sanh Làm ra nhiều thứ Cống hiến Làm bằng cách nào vậy Học như Thích Ca Mâu Ni Phật Thì đúng Thích Ca Mâu Ni Phật dùng cái gì để giúp chúng sanh? Cùng với lời nói của Lão Tổ Tông mấy ngàn năm trước của chúng ta, chân thật là rất hợp nhau. Lão Tổ Tông chúng ta dạy chúng ta giáo học, kiến quốc quân dân giáo học di tiên, dùng phương pháp giáo học. Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn thấy Ngài là một dương tử, nếu Ngài không xuất gia mà nói Ngài kế thừa dân vị Ngài làm quốc dương Quốc dương có làm được tốt thì chỉ cứu được một nước của Ngài Không thể cứu thiên hạ Không thể cứu tất cả chúng sanh Ngài không làm quốc dương Ngài đi làm thầy giáo Cho nên cái điểm này Chúng ta nhất định phải xem cho rõ ràng Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy giáo Ngài không phải thần Ngài cũng không phải tiên Ngài là một Người thầy giáo Bạn xem thấy từ 30 tuổi Thông thường chúng ta gọi là đắc đạo Cái gì gọi là đắc đạo Thật buông bỏ Thật thấu suốt Chân tướng vũ trụ nhân sanh Thật đã tường tận Nếu như nói phải xả không chỉ xả hết sáu cõi mà mười pháp giới cũng xả luôn thế nhưng thân thể ngài dựng ở lại thế gian lưu lại để giúp đỡ mười pháp giới giúp đỡ chúng sanh khổ nạn sáu cõi ba đường ngài không có ta cho nên từ nơi ngài mà nói làm mà không làm không làm mà làm cái được đại tự tài Đó gọi là Đại Thừa Đó gọi là Tâm Đại Bồ Đề Không xả tất cả chúng sanh Vì sao vậy? Bởi vì chúng sanh cùng một thể với chính mình Ta nơi đây giác ngộ Ở nơi đó chưa giác ngộ Có thể có hiện tượng này hay không? Có, không tin tưởng Bạn chính mình nghĩ thử xem Khi con người chúng ta bị bệnh chỗ dùng này tê cứng Tê cứng thì cũng giống như mê hoặc điên đảo Tê cứng không cảm giác Thế nhưng bàn tay này của chúng ta rất linh mẫn Chúng ta liền xoa bóp cho nó Làm cho nó hồi phục lại nguyên trạng Thì đây là giác Đó là mê Chỉ một thể Thì làm sao không thể không giúp đỡ chứ Cả thể vũ trụ Cùng một thể với chính mình Chính mình bất giác Thì không còn cách nào vậy phải dựa vào phía giác ngộ để giúp đỡ chúng ta. Sau khi chúng ta giác ngộ cũng vậy, nhất định phải giúp đỡ bộ phận còn bất giác. Chính là cái đạo lý này. Cái thể vũ trụ là một thể, còn thân thiết hơn so với người một nhà. Người một nhà không phải một thể, hết thể vũ trụ là một thể, đều là từ trong tự tánh thanh tịnh nhưng binh thể biến hiện ra quan hệ này rất là mật thiết không có chút chướng ngại nào cho nên pháp pháp viên dung không chướng ngại do đó chỉ quán phải song dẫn có chỉ có quán có quán có chỉ quán là quán của chỉ chỉ là chỉ của quán buông bỏ nhìn thấu là một sự việc không hề khác biệt nhau tuy nhiên sơ học phải bắt đầu từ buông bỏ Buông bỏ Bạn mới có thể nhìn thấu Ban đầu buông bỏ cái gì Buông bỏ tham sân si mạng Buông bỏ tự tư tự lợi Buông bỏ phải quấy nhân ngã Bạn mới chân thật làm đến được Hiếu thuận phụ mẫu Phụng sự sư trưởng tâm bồ đề bắt đầu từ nơi đây vì sao vậy là người thân thiết nhất với bạn người có ân đức nhất đối với bạn thân bạn có được từ cha mẹ cha mẹ là ân dưỡng dục huệ mạng có được là ở thì giáo thì giáo có ân giáo hóa con người ở đời ân nặng nhất cũng không thể vượt qua được hai người này sau đó, chúng ta đem chữ hiếu của hiếu thân, đem chữ kính của tôn kính lão sư, đem cái hiếu kính này mở rộng ra. Mở rộng đến có thể hiếu kính tất cả chúng sanh chính là Bồ Tát. Vì sao phải mở rộng? Mở rộng thì kiến tánh. Khi hạng cuộc vậy thì bạn vẫn là có chấp trước, có phân biệt thì bạn không thể kiến tánh khi vừa mở rộng thì tự tánh thanh tịnh viên minh thể đó liệt hiện tiền việc này ở trong phật pháp gọi là cứu cánh thành phần cho nên chỉ quán nhất định phải học chúng ta thường hay làm cho tâm của chính mình thanh tịnh chính là chỉ đem tất cả dòng tưởng buông bỏ không nên nghĩ đến nó thiện niệm ác niệm đều không nghĩ người phải buông bỏ chí ít mỗi một ngày chúng ta phải tu hai mươi phút sáng sớm tu mười phút buổi tối tu mười phút sẽ có sự giúp đỡ rất to lớn đối với sức khỏe thân thể Mỗi ngày dùng thời gian 20 phút Thầy đều buông bỏ Làm cho trong đầu trống không Tâm địa thanh tịnh Không sanh một niệm Thực tế không dễ dàng Muốn buông bỏ thì nó liền khởi niệm Không có ý niệm khởi lên thì ngủ gật Thì hôn trầm Đó là hai tâm bệnh của chỉ quán Mà trên Kinh Phật đã nói có thể thấy được việc này không chỉ chúng ta có Từ xưa đến nay người tu hành Thấy đều có loại tâm bệnh này Chỉ phải làm sao Phật dạy cho chúng ta có rất nhiều pháp môn phương tiện Cũng chính gọi là tám dạng bốn ngàn pháp môn Hiện tại chúng ta dùng là pháp môn niệm Phật Tên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật làm cho các niệm khác bị dừng lại Chỉ giữ một niệm này Dùng cái niệm này Đánh bạc tạp niệm Thế nhưng bạn thật niệm Thời, Thời gian không cần quá lâu Quá lâu thì bạn không giữ được Bạn không có công phu đó Bạn có thể làm được 10 phút Thì quá cừ rồi Niệm Phật được 10 phút Thì không có vọng niệm Chỉ có A-di-đà Phật Sáng sớm 10 phút Buổi tối 10 phút có sự giúp đỡ rất lớn đối với sức khỏe của thân tâm sau đó dần dần tăng thêm thời gian ban đầu không nên gấp nếu nhất thời mà ta muốn niệm một giờ đồng hồ hai giờ đồng hồ ba giờ đồng hồ thì không thể làm được khẳng định vọng tưởng nhiều không phải vọng tưởng nhiều thì là ngủ nhiều cho nên chính mình phải hiểu phải có lòng dẫn này Nỗ lực mà học tập Vậy thì Y tiền diện Ngũ môn tức quán chi chỉ Bạn mới có thể sanh khởi Tức chỉ chi quán Vì sao vậy? Trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói với chúng ta Lý sự vô ngại Pháp nhị như thị Đó là đạo lý rất tự nhiên Lý không ngại sự, sự không ngại lý bạn không thể có hoài nghi bạn không thể có vọng niệm phân biệt chấp trước đều là vọng niệm đều không nên có thứ hai định huệ song dung trong định có huệ trong huệ có định định cục huệ không có tự thể nó không phải một hình tướng nó không phải vật chất mà không tìm được nó thế nhưng nó tồn tại tâm địa thanh tịnh đến một trình độ nhất định nó khởi tác dụng thì gọi là trí tuệ tâm không thanh tịnh khởi tác dụng thì gọi là phiền não khởi tác dụng gọi trí tuệ phiền não cũng là hiện tượng vật chất nếu bạn đi tìm phiền não thì bạn cũng không tìm ra Trước cuộc thì phiền não ở đâu Nó thật phiền lòng Thật là làm cho tinh thần bạn không an Thì nhưng đích thực là bạn không thể tìm ra nó Cho nên giác ngộ Không phân biệt, không chấp trước Cái tâm này là thanh tịnh Trí tuệ là trong tâm tánh vốn có Không phải từ bên ngoài Phạm hệ học được từ bên ngoài là tri thức Không phải trí tuệ Trí tuệ là trong tự tánh vốn sẵn có Cho nên Ở phương Đông cổ xưa Thánh hiền phương Đông Chư Phật Bồ Tát dạy người Là cầu trí tuệ Không phải cầu tri thức Thế nhưng người biết cầu tri thức Cũng không ngại khai trí tuệ Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra tấm gương cho chúng ta Thì hiện của Ngài Chính là loại tâm trạng của người thông thường chúng ta Hiện tại gọi là Phần tử tri thức Hiếu học Chúng ta gọi là hiếu sự Đó không phải là việc xấu hiếu học Thích Ca Mâu Ni Phật hiếu học 19 tuổi thì ra đi cầu học Khổng lão Phụ tử chúng ta Còn sớm hơn Thích Ca Mâu Ni Phật một chút Bạn xem trong luận ngữ Khổng tử chính mình nói Ngày 15 tuổi có chí cầu học 30 tuổi thành tựu 30 tuổi Những gì Ngài đã học đều thành tựu Hiện tại chúng ta gọi là tốt nghiệp Thích Ca Mâu Đi Phật 19 tuổi Bắt đầu ra đi cầu học Đi ra ngoài cầu học Cũng là 30 thành tựu 30 tuổi đại triệt đại ngộ Đó là thánh nhân của Ấn Độ và Trung Quốc Sau khi Thích Ca Mâu Đi Phật giác ngộ, thì bắt đầu dạy học. Dạy học cả một đời. Việc này chúng ta nhất định phải lý giải. Giảng Kinh nói Pháp, 49 năm không gián đoạn. Có phải là một ngày từ sớm đến tối nói chuyện không gián đoạn, Đúng vậy, Thích Ca Mâu Ni Phật nói chuyện với một người là giảng kinh. Nói chuyện với hai người cũng là giảng kinh. Nói chuyện với đại chúng cũng là giảng kinh. Đều là giúp cho người giác ngộ. Đều là giúp cho người liệt khổ được vui. Cho nên không nhất định là phải ở trên giảng đường. Không nhất định. Khi hai người nhàn đàm thì đều là giảng kinh không hề có một câu nói thừa. Không mở miệng thì sao? Không mở miệng thì vẫn là giảng kinh. Không mở miệng là đang thị hiện. Người thiện căn sâu dày vừa nhìn thấy dáng dấp liền sẽ giác ngộ không nhất định phải mở miệng cho nên khi không giảng kinh vẫn là giảng kinh dùng thân thể để biểu hiện để biểu diễn người lợi căn được lợi ích mở miệng nói chúng ta giảng người trung hạ căn được lợi ích khi không mở miệng Người căng tánh lãnh lợi nhất Họ được lợi ích Bạn từ chỗ này mà quan sát Thật là 49 năm Chưa từng ngơi nghỉ Chúng ta phải hiểu cái ý này Bạn hiểu rồi Bạn sẽ học Bạn xem người thế gian này Không luận làm động tác gì Bạn đều có thể học được Họ tạo thiện Lập tức liền thể hội được Thử nghĩ xem chính ta có hay không Ta không có Ta phải học thiện hạnh của họ Họ tạo tác bất thiện Chúng ta liền lập tức nghĩ đến Ta có làm hay không Nếu như ta có thì phải mau sửa đổi Nơi nào không là lão sư chứ Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Thầy đều là thiện tri thức Thầy đều là lão sư Vấn đề là Bạn biết hay không biết Chân thật đã biết rồi Thì thành Phật không đợi đến đời sau Ngay đời này khẳng định thành Phật Sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm Thiên tài động tự đã biểu diễn ra cho chúng ta xem cho nên gọi là ba người cùng đi ắt có thầy ta ba người là gì chính mình là một một người thiện và một người ác gọi là ba người cùng đi người thiện ngày ngày nhắc nhở mình ta học cái thiện ở nơi họ người ác ngày ngày nhắc nhở chúng ta để chúng ta phản tỉnh không nên làm theo những cái ác đó chẳng phải đều là lão sư sao Thiện tại động tự biết, cho nên ngài ngay một đời thành Phật. Ngài không phải là phần chứng tức Phật, ngài là cứu cánh viên mãn Phật. Đó là kinh Hoa Nghiêm làm ra tấm gương rất tốt cho chúng ta. ngoài ra còn một ý nhất đa tương tức đó là kinh nghĩa của kinh hoa nghiêm một tức là nhiều nhiều tức là một không có trước sau thứ đệ cái cảnh giới này đều ở ngay trước mắt chúng ta đều bị mê cái cảnh giới này là gì thời gian không gian đều không thể được thời gian không thể được không có chướng ngại của không gian thời gian là giả không thể được trước sau không có cũng chính là không gian không có thì cự ly cũng không có thời gian không có thì không có trước sau cho nên một là tất cả tất cả là một việc này là gì vậy một là một niệm nhiều là gì vậy một niệm có ba loại châu biến Vì còn gì nhanh hơn không? Phổ châu Pháp giới Xuất sanh vô tận Bao hàm không và có Bao hàm không và có Là mở rộng tâm lượng Tâm lượng vốn sẵn Ta nói một người nào đó Tâm lượng nhỏ hẹp không thể bao dung người Tâm lượng vốn sẵn có của chính bạn như thế nào vậy? Trên Kinh Phật thường nói Tâm bao thái hư Lượng khắp Pháp giới Đó là tâm lượng vốn sẵn có Bạn thấy Bao hàm không và có Hàm không Không chính là hư công Chính là tâm bao thái hư Hàm không là tâm bao thái hư Dung có Có chính là Pháp giới Lượng khắp Pháp giới đó là bản năng của tự tánh. Sau khi mê rồi, tâm lượng mới biến thành nhỏ như vậy. Khi biến nhỏ, bạn chính mình tỉ mỉ mà quan sát ở nơi đâu đều là phát sinh ra phân biệt chấp trước. Bạn không có phân biệt, không có chấp trước làm gì có tâm lượng nhỏ như vậy? đã có phân biệt, đã có chấp trước thì cái tâm lượng này sẽ càng ngày càng nhỏ. Việc này rất đáng thương. Tâm lượng rất nhỏ, tâm lượng nhỏ đến không thể nhỏ hơn được thì cảnh giới gì hiện tiền? A à, thì địa ngục hiện tiền. Tâm lượng mở rộng ra đến khi không thể lớn hơn nữa thì thành phật bồ tát tâm lượng lớn phật còn lớn hơn họ sau khi đến phật rồi thì không còn gì lớn hơn nữa cho nên tâm lượng càng lớn thì bạn sẽ hướng lên trên đẳng cấp càng cao tâm lượng càng nhỏ thì càng hướng xuống đọa lạc cái thứ tư là đại dụng tự tại cái đại dụng này chư phật bồ tát Đặc biệt là ở mười pháp giới Ở sáu cõi, ở ba đường A à, thì địa ngục này cũng đi Không phải không đi Bồ Tát Địa Tạng thường hay ở trong địa ngục độ chúng sanh Vì sao gọi là Bồ Tát Địa Tạng Đến địa ngục thì gọi là Bồ Tát Địa Tạng Thích Ca Mâu Ni Phật đến địa ngục Giáo hóa chúng sanh cũng gọi là Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Quan Thế Âm đến địa ngục Độ chúng sanh cũng gọi là Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Địa Tạng là tinh chung Không phải một người nào Là tinh họ của các ngài Không phải vậy Chúng ta phải tường tận cái ý này Cho nên Địa Tạng Hai chữ này ý nghĩa rất sâu Cách đói rất nhiều Phía sau nói ra cho chúng ta sáu câu Có lục quán Lục quán này đều là thuộc về nhìn thấu Bạn xem cái thứ nhất Một là nhiếp cảnh quy tâm chân không quán Cảnh là cảnh giới Trong cảnh giới có hoàn cảnh nhân sự có hoàn cảnh vật chất trong phật pháp còn thêm vào một loại có hoàn cảnh trí chánh giác nếu như chúng ta nói hoàn cảnh vật chất hoàn cảnh tinh thần đó là nói sáu cõi nói trí chánh giác đó chỉ là hoàn cảnh của bốn thánh còn phải thêm vào hoàn cảnh của thật báo trang nghiêm của chư phật như lai thì bao gồm hết gọi là trí chánh giác thế gian khí thế gian hữu tình thế gian khí thế gian là hoàn cảnh vật chất hữu tình thế gian là hoàn cảnh dân sự thầy đều bao gồm đó là những gì vậy đó là những giả tướng nhiếp cảnh quy tâm là tâm hiện việc này không dễ hiểu chúng ta vẫn là dùng tivi làm thí dụ thì mọi người dễ hiểu cảnh là gì vậy cảnh chính là kênh đại trong tivi hiện ra âm thanh sắc tướng đó là cảnh tâm là gì vậy tâm là màn hình các vị thử nghĩ xem nếu như không có màn hình này thì nó không thể hiện ra Cần phải có màn hình này Thì nó mới có thể hiện ra được Không có màn hình thì Nó không thể hiện ra được Bạn từ chỗ này mà thấy Màn hình cùng sắc tướng Là một thể Bạn từ trong sát tướng xem thấy cái gì Màn hình không hề độc Màn hình một chút ô nhiễm cũng không có Màn hình là tâm thanh tịnh Bao gồm tất cả hiện tướng Đều không trực Cõi màn hình đó chính là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh vẫn là tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh tuyệt nhiên không hề bị sắc tướng âm thanh ô nhiễm Cái thí dụ này rất hay Thường hay xem tivi Nếu như mỗi ngày có cái thấy như vậy mà nói Tôi nghĩ bạn xem vài năm thì thành Phật Thì bạn đại truyền đại ngộ đạo phiên dịch Pháp sư Ngộ Thông Tịnh Tông Học Hội Úc Châu Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ Địa chỉ email vòng Tây Cư Sĩ A Gmail.com Diễn đọc Phật tử Thiện Quang Nguyện cả thầy chúng sanh Đều tín niệm di đà đồng cầu sanh vì nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật